trời nguyệt là mặt trăng biến mất, phong thần khởi ra. Đây là tới phong thần. Tội bao nhiêu quan cũng thứ tha, ngặt tình ma bắt mà con ma chẳng còn. Lỡ nhà ngói, lỡ quán Sài Gòn, lỡ chồng, lỡ vợ con còn quá lâu. Lỡ ông xã cũng lỡ ông câu, lỡ trang trí huệ, lỡ đâu lỡ hoài. Lỡ vết hẹp cũng lỡ sông dài, lỡ qua cây dứt đèn này thế mua. Tất nhiên tới đây là lỡ làng hết. Bên Tứ Thánh cũng mô tả thêm đó. Như vậy đó, thì chỗ này đó là ý ông nói cũng đạn chỗ này đạn đầu là xuống khi mà sấm nổ được thứ đầu qua liền năm nước chật đàn qua lộ văn giáo máu tràn thành sông mới tới đổ nhật đổ nguyệt đổ phong đổ năm đổ tháng đổ trong ngày giờ đổ cha lại đổ nhà thờ đổ cồn đổ bãi đổ cờ năm bang trời xây u á bốn phang nước tràn bờ cõi khó ăn thời kỳ chuyển lưng bỏ bực biên thị mới ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân. Khi mà trải ra mốt lập lại cuộc đời thượng quân thì phải ngửa nghiêng trời đất hết mình đủ chuyện xảy ra hết mới lập trở lại đời thượng quân trên đất chứ không phải đương không mà đêm đêm tháng chạp là tháng sủ tháng trâu mà tháng dần tháng giêng như vậy đó đuổi trâu gặp cọp rần rần ý muốn nói bước qua tháng giêng mới rần rần mười phần khác bảy tám phần người ơi mười phần là thác là chết trên bảy tám phần người ơi Tứ Thánh nói thêm nữa đó cũng im vô đây ổng nói thế gian chớ khá cởi trâu thế gian là mình đây chớ khá cởi trâu là đừng có bỏ qua con trâu này hai sừng nó nhọn nó đâu để mình Đức Thầy cho biết là Đông Tây trộn ngộn chờ che sát, Nam Bắc ê hề đất trở thay, nhân giặc mười phần hao bảy tám, thằng tiên thấy vậy cũng cho mày. Thì chỗ khác giảng xưa cũng nói là mười phần thác bảy còn ba, thác hai còn một mới ra Thái Bình. Mong bảy chia sẻ giùm cho bà con được biết là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ thành kính Đức Phật, Đức Thầy cùng quan thượng đẳng đại thần, chư quan cửu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh gia hộ trì cho chúng con. Hôm nay cũng hội ngộ qua một cái nhân duyên để trao đổi và nhắc nhở những lời Đức Phật, Đức Thầy chúng ta để cùng bước đường tiến hóa trên con đường tu. Thì qua những cái lời vừa rồi đó thì để Hiếu có hỏi qua những cái câu vừa rồi đó là Đông Tây trộn rộn trời che sát, Nam Bắc ê hề đất trở thay, nhân vật mười phần hao bảy tám, thần tiên thấy vậy cũng trâu mài. Thì qua những cái câu này đó, qua những lời kinh sấm thì tôi cũng để nhắc nhở lên qua tất cả kinh sấm của Đức Phật, Đức Thầy nói chung ra cũng như trong hệ Bửu Sơn Kỳ Hương từ Đức Bổn Sư, Đức Phật Thầy, Đức Bổn Sư và Phật Trùm và ông Sư Giải Mắng Khoai lần kiếp chót trở lại cũng như đây là Đức Thầy là Đức Huỳnh Giáo Chủ. À, và tất cả trong kinh sấm cũng như bên Tứ Thánh Trạng Trình thì tôi cũng nhắc tất cả trong hệ Bổ Sơ Kỳ Hương này nói lên thì trước nhất tôi cũng xin nhắc qua những lời tiên tri của Đức Thầy. Thầy nói trong những cái bài thi sưng á thì thầy nói mèo lui rồng tới bay dơ dẫn, thế giới chiến tranh nổ khắp bùng, mùng một năm nay rõ thiệt tình, hẹn cùng non nước vẫn đinh ninh, cố chí ước mơ gìn đạo đức, mặt tình ba tánh chẳng thèm tin. Thì qua những cái câu này của Đức Thầy theo tôi nghĩ đây đó, ổng nói mèo lui là hết năm mèo, rồng tới là bước qua thình, từ rồng đi tới. Mà rồng tới bay dơ dẫn, ông nói thế giới chiến tranh nổ khắp vùng, là ông nói ở thế giới này chiến tranh luôn chứ không phải nói riêng nước nào. Rồi ông nói mùng 1 năm nay rõ thiệt tình thì bắt đầu mùng 1 của năm thìn này khởi chiến tranh là đi tới. Theo tôi tri qua những cái câu của bài thi của Đức Thầy nói như vậy.
Thì qua những cái can chi đó, qua những cái can chi đó thì của ông sư dạy bán khoai á, 11 hồi trong sư dạy bán khoai, thì ông nói á, cái thiên can ông nói canh tân sực nứt mùi hèm, nhâm quý đoan loãng ngoài đem binh vào. Nhưng mà ông nói giáp thời thấy rõ binh đau, mà giáp ở đây cũng là ngay chân cái giáp hình, cái thiên can đóng cái giáp hình chỗ này, ông nói bên thiên can, nhưng mà ông không đưa vô địa chi. Nhưng mà cái chữ giáp này đó cũng ngay chân là cái năm thìn, là năm giáp thìn, năm 24 là năm giáp thìn. Giáp thì thấy rõ binh đau, ất niên chiến quả xâm vào Tràng Lan. Ất niên là ất năm, mà giáp đây là giáp thìn, mà ất niên là ất tỵ, năm 24 và năm 25, cũng muốn nói hai cái năm này đó. Như vậy á, tôi cũng xin nhắc kỹ lộ chỗ này. Canh tân sực nứt mùa hèm, ở đây canh á là canh tí, tân á là canh sủ, sực nứt mùa hèm. Ổng cái này ổng mượn sự mà diễn lý, cũng như bây giờ cái người đặt rượu á thì nó bay mùi hèm ra nực nồng, thì ổng mượn sự này mà diễn lý, ổng nó canh tân sực nứt mùa hèm. Sực nứt là nó bay ra nực đó, mà thở dĩ sao, cái gì mà nó bay ra. Ông mượn sự diễn lý này đó, cũng như dòm thấy ở ngoài thế giới bây giờ tất cả các nước đó. Các nước nó cũng là nước này găng nước kia găng nước nọ, rồi ở ngoài biển Đông cũng tàu bè đồ đó, rồi nó tranh chấp với nhau. Đây là ông nói mượn cái sự này là sực nứt mùa hèm rồi đó, cái đó là rạn nứt rồi đó. Nhưng mà ông nói tới đó, nhâm quý đoan lãng ngoài đem binh vào. Nhâm là nhâm dần, quý là quý mẹo. À, nhâm quý đoan loãng ngoài đem binh vào. Nhưng mà ông nói giáp thời mới thấy rõ binh đau. Ở đây đã giáp là giáp thìn vừa rồi tôi nói rồi. Ông nói thiên can không ạ. Giáp thời thấy rõ binh đau. Nhưng mà ông nói ất niên chiến quạm xâm vào Tràng Lan. Ất niên là năm ất tỵ. À, xâm vào là các nước ngoài rồi khi nó vô nó xâm vào. Là Tràng Lan là tất nhiên nó đều hết, chứ không có nói riêng ở chỗ nào. Từ năm thìn và năm tỵ này, hai cái năm này là coi như nó khởi chiến tranh đó. Như vậy đó, thiên tai chiến sự đa đan. Thiên là trời, cái tai họa của trời là coi như nó sẽ xảy ra gì giáng xuống, là đa đan là nó quá nhiều, chứ không phải nói riêng nước nào. Là hai năm này vừa giặc giả và chiến tranh, theo cái nghĩ của tôi, mà tôi lấy theo những lời của Đức Thầy Đức Huỳnh Giáo Chủ á. Như vậy trong những bài thi đó cũng vậy, mà bên ông sư giải bán khoai ông nói bên thiên can thì nó cũng ăn vô đây cũng vậy là một. Tuy rằng những cái lời văn của các Đức Phật rồi này kia nói khác, nhưng mà cái ý nghĩa nó đưa đây vô một. Một bên á, nay thầy nói chi, bên á, ông sư giải ông nói can, thì hai cái này giáp lợi nó cũng ăn vô đây là một ý. Không ngoài ra những trong cái ý này, theo cái nhận định của tôi là hiểu như vậy. Còn bây giờ tôi thấy á, tôi cũng xin nhắc lại cái chỗ này. Bây giờ ở đây đó, Đức Thầy nói trong cái bài Thiên Lý Ca đó cũng vậy, nó cũng ăn vô cái mốc này. Như vậy Thầy nói trong cái bài Thiên Lý Ca là năm lần thân dậu. Đến thân dậu thánh thần náo động thảm, cho trần nhà trống luận quan tiếng than lị ngọc nhỏ tràn nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Mới khuyên sanh chúng ráng ghi mối đạo lòng hằng lo ngay thảo nghe con. Tương dưa giữ phận cho tròn cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân. Trong một giáp ân cần suy tính muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Đến nay là buổi trai nàng tam thiên lục bát khắp tràn hải dân. Rồi qua cái mốc này á, thầy nói luôn năm lần thân dậu, mà mới cái hai lần này đó. Tôi xin, đây là cái hiểu của cái nhận định của tôi. Thì cái hiểu á, nhận định á, của riêng tôi đó, thì không bao giờ tránh khỏi những điều sơ sức. Xin quý vị có đôi khi những điều sơ sức gì quý vị cũng thông cảm. Ở đây tôi cũng muốn nhắc lại chân lý của Đức Thầy và Đức Phật để cho mình tiến hóa trên con đường tu. Như vậy cái mốc đầu này đó, tôi nghĩ đến thân dậu thánh thần náo động đây đó,
là cái mốc này hồi đệ nhị thế chiến nó đã qua cái mốc đầu. Đến Thân Dậu là năm 44 và Dậu là năm 45, mà ông vào đầu tiên là ông nói đến Thân Dậu thánh thần náo động đó. Hồi những cái mốc đệ nhị thế chiến hồi năm 45 đó, giặc giả chiến tranh, đồng minh cũng dội hai trái bom điện tử ở đảo Karawa, Nhật đầu hàng vô điều kiện đó, khi mà dứt về đó, cho nên máu đào tới đây mới ngưng. Ngưng chứ chưa phải chấm dứt. Chỗ này nghe rõ, Đức Thầy nói mới ngưng. Rồi nói ra nước mắt rưng rưng, điên biểu dân đừng làm dữ làm hung. Thì cái mốc đầu này tôi nghĩ rằng á, đệ nhị thế chiến năm 44 là năm Thân, mà năm Dậu là năm 45. Như vậy á, vào đầu tiên ông mới đầu tiên là ông vô cái mốc này. Đến Thân Dậu thánh thần náo động thảm cho trần nhà trống ruộng quan, tiếng than lị ngọc nhỏ tràn, nặng tay dùng dập sớm làm còn chi, mới khuyên sinh chúng ráng ghi mối đạo, lòng hằng lo nghe thảo nghe con, tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên Thân Dậu mất còn, sẽ phân là sửa sản phân chứ chưa có phân. Liền theo đó ông nói trong một giáp ăn người dị tính. Hồi 45, năm 45 đến năm 205 có phải đúng một giáp trong chu kỳ của thánh nhân là trở lại đáo niên là 61 năm, là đúng chu kỳ một giáp. Thay vì 60 năm á, nó đảo niên trở lại là một năm nữa là năm Ất Dậu, năm là 205 mới là 61. Muốn làm hiền nó nhìn đường thang, đến nay là buổi hoa tràn tai nàng, minh quân xuất thế mới khắp tràn trắng. Chừng nào minh quân là ông vua sáng xuất tại thế gian mới khắp tràn trắng tơi, chứ bây giờ chưa xuất. Nhưng mà ý tại sao tôi nói cái chỗ này là đệ nhị thế chiến năm 45, vì ông nói máu đào mới ngưng chưa phải chấm dứt đó, máu đào mới ngưng, nói ra nước mắt rưng rưng, điên biểu dân đừng làm dữ làm hung. Như vậy đó, từ năm 45 lợi 205 là đúng chu kỳ một giáp rồi đó, của thánh nhân là 61 năm. Bây giờ ông nói cái mốc thứ nhì, đến Thân Dậu cơ trời thấy lộ. Mà đến Thân đây tôi nghĩ là 27, Dậu 28. Ông muốn nói con giáp nhỏ, giáp lớn rồi hết giáp lớn rồi tới giáp nhỏ. Đến Thân Dậu cơ trời thấy lộ. Mà ông nói dài tới nói chừng nào hết đao binh, hết khói lửa, hết chiến tranh, cơ trời thấy lộ, hết đao binh mới quy cổ diệt kim. Mà tới đây ông muốn nói chừng nào hết đao binh, hết khói lửa, hết chiến tranh mới quy là về đời thượng cổ, mới diệt là tiêu đội kim này, mới gia vô bế hộ im liềm là pháp môn mới mạc, mới lập thành mối đạo rõ niệm chưa kia, thời dân kính danh bi hậu thế, Phật thánh tiên kiềm chế lập thành, diệt tà lập tránh nền trành, ba màu nắm chặt năng thành sư phân. Đây cái giờ cuối cùng nè, ông nói cuối Thân Dậu y như thượng cổ, y như là nó êm đềm trở lại hết rồi, nó y như thượng cổ là y như, nhưng mà chưa qua đời thượng cổ. Tới đây đến 26, 27 đó là đầu tiên ông vô cái mốc thứ nhì đó. Tôi lặp lại đó, đến Thân Dậu cơ trời thấy lộ là đến 26, 27 đó. Lộ ra cái gì tới dài 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 tới đây dài tới, nó lộ ra hết tất cả những cái gì ở thế giới này lộ ra hết. Nhưng mà ông nói tới chừng nào hết đao binh mới quy cổ diệt kim, thì bây giờ chưa hết đao binh, còn đao binh, còn khói lửa, còn chiến tranh. Nhưng mà ông nói chừng nào hết đao binh mới quy cổ diệt kim, mà gia vô bế hộ im liềm là pháp môn mới bế mạc. Nhưng mà ông nói lập thành mối đạo rõ niệm chưa kia, thợ dinh trúng danh bi hậu thế, Phật thánh tiên kiềm chế lập thành, diệt tà đập tránh rành rành, ba màu nắm chặt năng thành chữ thân. Đây ông nói đây tới cái giờ mà tôi nghĩ rằng Thân 28, Dậu 29, cuối Thân Dậu y như thượng cổ, y như là tới đây nó êm đềm trở lại hết rồi, hết giặc giả, hết chiến tranh, y như thượng cổ là y như đời thượng cổ chứ chưa có qua đời thượng cổ. Thời nhân sanh hết khổ đến mai, nhân là người sanh là sanh chúng, mà tới đây hết khổ rồi đến mai. Bây giờ ông nói ông vua ra đời luôn, là ông nói đế vương xuất thế là ngài Dậu. Chỗ này ông nói đế vương là ông vua, mà xuất tại thế gian này là ngài Dậu, mới phẩy cho chữ Dậu mới tới Thân. Ngài Dậu và tháng Thân là tháng 7. Dậu Thân bình trị trong ngoài ảo ca, đó là qua năm lần Thân Dậu. Thì cái hiểu và cái nghĩ của tôi như vậy, cũng để nêu lên và anh em và tôi cũng đồng thời, tuy rằng tôi nói vậy mà nếu tôi không có tu thì tôi cũng không toàn đến mạng, vừa nhắc nhở lên cũng như hâm nóng lên một cái những cái câu giảng của Đức Phật Đức Thầy, để chúng ta đều nắm bắt được cái thời kỳ nó gần cùng cuối,
để mình cố gắng mà tu hành. Cũng như học sinh cũng vậy nữa. Hồi mới vô đầu niên học đó thì chỉ học là đơn sơ bình thường mà thôi. Nhưng mà gần tới kỳ thi phải đèn sách ngày đêm để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Thì cái đạo này cũng vậy. Để mình ráng cố gắng mà tu hành cho kịp cái thời giờ, để rồi mình được bước lên là trên cảnh giới an lành ở trên mới được toàn vẹn. Còn nếu không được rớt trở lại thì không còn cái cơ hội nào để mà để hành đạo nữa. Giờ này cái hành đạo để rồi cố gắng để mà bước lên trên con đường tiến hóa, trên con đường Phật đạo đó. Thì như vậy đó, năm lần thân dậu như vậy đó, thầy nói qua những cái đoạn khác nữa của đây. Cũng vậy, trong miễn bài thi của thầy cũng nhắc lên một câu nữa. Ông nói mẹo đã hết, rồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu, nghịch lẫn cùng nhau, lê dân chăm họ sáo sào, rã rời phụ tử mà máu đào dùm tu. Vậy đó, thì mẹo là mèo đã hết, rồng bay dơ dẫn thì rồng là thịnh. Ông nói khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, chứ không nói riêng cái cả mà nước nào hết, nó khắp trên hoàn cầu thế giới này nghịch lẫn hết. Rồi lê dân chăm họ sáo sào, lê dân là lê thứ của dân mình đó. Nhưng mà rã rời phụ tử máu đào nhiệm tuôn, rã rời phụ tử là cha, phụ là cha, tử là con, rã rời phụ tử máu đào nhiệm tuôn, thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu đời dùng đạo phổ thông. Thầy nói thầy thương vì lòng từ bi của thầy đó. Thầy thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu đời dùng đạo phổ thông. Thầy dùng cái đạo phổ thông để thầy dạy mình, để cho mình cố gắng mà bước tiến trên con đường tu. Thì qua những cái câu là như vậy. Thì ở đây tôi cũng xin nhắc lại bên sấm tiền của Phật, thầy cũng nói thêm. Cũng nói thêm là qua những đoạn này, tuy đằng sấm tiền của lời Phật thầy cũng vậy, lời văn nó cũng khác, nhưng mà cái cũng hàm chút ý nghĩa là nó cũng ghim vô đây. Sấm tiền của Phật thầy á, ông viết ra năm kỷ nậu dậu niên 1849, tới nay là 170 mấy năm rồi. Nhưng mà ông nói cũng ghim vô đồng trùng hợp qua những cái đại ý cơ pháp á, thì ông nói cũng ghim vô đây, cũng đồng y Đức Phật thầy và ông sư giải cũng vậy. Ông nói á, năm thân nhiều việc rất gai. Chỗ này ông nói năm thân rồi, không còn bàn tháng hay là bàn ngày hay bàn gì khác hết. Ông nói năm thân nhiều việc rất gai, hội về bảy núi các bay mệt trời. Ông nói năm thân là các ở cõi trên đó, là hội về bảy núi rồi, Phật thánh tiên kiềm giới lập thành rồi đó. Hậu về bảy núi mà các bay mịt trời, hết trong hết tưởng việc đời, vua ra cai trị mà dân thời tiêu diêu. Ông nói vua ra đời cai trị rồi năm thân luôn. Rồi chết thôi, chết rất là nhiều. Ông nói tới đây là chết rất là nhiều rồi. Nhưng mà hội nhau lục tỉnh cũng tiêu một giờ, gom nhau như cá chạy cờ, dường như chẳng khác con khờ không cha. Từ rằm cho tới tháng 3, người không có ngớt khóc la trong nhà. Ông nói từ rằm cho tới tháng 3, tôi nghĩ đây là cái năm thân mà từ ngày rằm cho tới tháng 3 đó, người không có ngớt khóc la trong nhà. Rồi bây giờ ông nói hết thân rồi đến niên gà đó, ông nói hết năm thân rồi đến niên gà là cũng là năm gà, mà năm gà không nghĩ là năm thân 28 gà 29. Hết trong thờ phượng ông bà mắc công, 10 phần hết 7 rõ ràng, chọn đi lựa lại sẵn sàng rất khung đó. Thì ở đây sấm triền cũng nói ghim vô đây. Nhưng mà trước khi tôi cũng tri tầm tất cả kinh sấm đó, thì trước khi mà xảy ra đó thì cũng phải có sấm cất tiếng lên tới 3 đợt lần kia. Tôi nghĩ là không phải chỉ có một đợt, có nhiều đó. Cho nên tới 3 đợt, mà mỗi một đợt đó, thì nó khác nhau. Cho nên đầu tiên đó, tôi cũng nhắc qua đó, ông ba trong Kim Cổ Kỳ Quang đó, ông nhắc cái đoạn này nè, nhiều lắm, khoảng trên dưới 20 mấy chỗ lận, nhưng mà tôi chỉ nhắc qua 5-7 chỗ vào cái chỗ này thôi. Ông nói Phật độ thảo thuận hiệp hòa, tất nhiên Phật độ những người biết ăn ở thảo thuận và hòa hiệp. Độ ngang độ dọc Phật mà độ đâu, những người ăn ở ngang dọc lẫy lừng Phật không độ. Cuối cùng ông nói cái can đó, ông nói Phật độ cho mất con trâu. Ông nói cái chi chứ, ông nói cái chi là trong 12 giáp đó. Ông nói Phật độ cho mất con trâu, tam sinh xuất hiện mà đâu đối với mình.
tam thinh đi là 3 tiếng mà xuất hiện là nổ lên, ý muốn nói nổ cất đầu tiên là 3 tiếng. Khi nổ rồi đó, ông nói thêm một đoạn khác nữa, là ông nói hào quang chiếu sáng nam bang, đuổi châu mới ngó thấy tan quang sớm làng. Hào quang đây đó, là ý ông nói bên đồ thơ có mô tả, tôi thấy nó cũng trùng rồi vào cái chỗ này, nó cũng trùng hợp vô y như cái ý này. Ông Đức Bổn Sư nói trước khi á, sấm nổ rồi đó, đền vàng địa ngọc, trước sân đền có cái cột cờ, bề cao là ba Phật Thánh Tiên, tất nhiên là tạo hóa đó. Tạo hóa tất nhiên là Phật Thánh Tiên dựng lên, chứ không có người phàm mình, không có ai dựng lên hết. Ông nói tạo hóa dựng lên đó, cái cột cờ này bề cao là 36 cái số bề đứng. Trong cái cột cờ này á, trên đầu cái cột cờ có cái phổ lư. Cái phổ lư này mới chứa cái viên ngọc. Ở trên cái chốt lót cái phổ lư này có cái viên ngọc mới chiếu sáng rực cả đất nước Việt Nam. Mà ông ba vừa rồi ông nói là hào quang chiếu sáng nam bang đó, là tất nhiên cái viên ngọc này nó chiếu sáng rực cả đất nước Việt Nam hết trơn. Mà đuổi trâu mới ngó thấy, đuổi trâu đây hết con trâu. Mà tôi nghĩ rằng ở đây con trâu này là ông muốn nói cái chi này là con trâu tháng chứ không phải trong năm. Đuổi trâu mới ngó thấy tan quang sớm làng. Cuối cùng cũng nói thêm nữa là đuổi trâu gặp cọp rần rần. Đuổi trâu gặp cọp tất nhiên là muốn nói qua bên dần. Tháng dần là tháng giêng, tháng chạp là tháng sửu tháng trâu, mà tháng dần tháng giêng. Như vậy đó, đuổi trâu gặp cọp rần rần, ý muốn nói bước qua tháng giêng mới rần rần. Mười phần thác bảy tám phần người ơi, mười phần là thác là chết trên bảy, tám phần người ơi. Tử Thánh nói thêm nữa đó, cũng ghim vô đây, ông nói thế gian chớ khá cởi trâu, thế gian là mình đây, chớ khá cởi trâu là đừng có bỏ qua con trâu này, hai sừng nó nhọn nó đâu để mình. Là tất nhiên có thể chết chóc giết người tại con trâu này. Ông ba ông nói thêm một cái đoạn khác nữa đó, ông về nói nho mà về nói lý. Ông nói từ lệnh phụ xe loan chuyển bánh, từ cái lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ đó, lệnh cho xe loan là xe vua. Chở bánh là cái lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni cho Đức Vua Minh Vương trở lại. Khiến loạn ly bá tánh đảo quyền. Khiến cái thời buổi này loạn ly là bá tánh là mình đây, đảo quyền. Nhưng mà ông nói trâu thả lan nhiều kẻ trách phiền. Con trâu á, mà nằm ở trong chuồng, tất nhiên ý muốn nói còn nằm ở trong cái tháng cợp là tháng con trâu, là tháng sửu. Mà trâu thả lan ý muốn nói ra ngoài chuồng, nhiều kẻ trách phiền. Nhưng mà ông nói á, bên nho luôn là ông nói ngưu phùng hổ mới đáo miền lao lý. Mà bên chữ nho ông tri đây đó, chữ ngưu là trâu, chữ phùng là gặp với nhau, chữ hổ là cọp. Con trâu gặp cọp, chức nhiên ý muốn nói tháng chạp gặp tháng giêng tháng dần mới đáo miền lao lý là gặp cái khổ sở. Đây là đầu nguồn cái chỗ này, bắt đầu cái khổ sở chỗ này đó. Rồi chí mẹo dần thật ký hiện ra, chí là chót đó. Mẹo là ý muốn nói tới tháng 2 mà dần là tới tháng giêng. Mẹo dần Phật ký hiện ra là tất cả Đức Phật ký ra đời hết. Là qua cái câu chỗ này tôi hiểu nghĩ gì vậy. Thì gom lại cũng một trong cái ý nghĩa cũng gom vào cái chỗ này không? Tôi cũng xin nêu thêm vào cái chỗ này. Bây giờ tại sao mà tôi nói bắt con trâu nhỏ mà là bắt con trâu tháng? Là vì ông ba ông nói đoạn khác ông cũng nói thế này nè. Ông nói thấy sao trâu nhỏ ngó trời, mà trâu nhỏ đây là trâu tháng, trâu lớn là trâu năm. Ông nói thấy sao trâu nhỏ ngó trời, trâu lớn của Phật cởi thời Khỉ La. Con trâu lớn á, cởi là đi qua phải không? Ông nói chữ cởi là đi qua. Không dè đại thánh ngày ra, mà đại thánh đây là Phật Thích Ca chứ không phải Tề Thiên Đại Thánh. Không dè đại thánh ngày ra, ngày ra bất tử thiệt ta không dè, không nếp có đậu có mè, không dừa thì để sao hè mà coi. Ý ông mượn sự mà diễn lý, khi mà ra đời đó, không có cái việc này, không nếp có đậu có mè thì không có cái việc này cũng phải xảy ra việc nọ. Còn chưa có dừa đó, chưa có mấy nữa, thì để sao hè mà coi, mà sau mùa hè thì qua tới mùa thu. Bị mùa hè thì tháng 4, tháng 5, tháng 6. Mà ông nói sau hè thì qua cái mùa thu thì quý muốn nói vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 qua mùa thu. Thêm một cái đoạn khác nữa đó,
Ông cũng nói ghim vào trâu nhỏ nữa nè: trâu tôi con cởi con dòng, trâu tôi là tới âu của Phật, con cởi là đi qua, con dòng thì cũng đi theo con cởi, hai trâu lớn là mấy cởi được. Nhưng mà ông nói lại thêm con ngé mới cực lòng người trăng, mới bị con ngé thường thường hay khóa khuấy, nó thường hay nó chạy không có ai kềm chế nó được. Ý ông muốn nói vào con trâu tháng là trâu ngé đó, như vậy đó. Vậy tôi mới bắt nó là cái tháng giêng, bước qua tháng giêng mà tôi nhắc lại bên Tam Hoàng Thơ của ông Hai Dùng viết mà trước khi thầy vắng mặt đó. Ông Hai Dùng ông viết mà tôi nghĩ cái chỗ này là cái bài này là đức thầy truyền cái điển cho ông Hai Dùng viết. Muốn nhắc gọn lại là 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, thì ở đây 30 tháng chạp là phải ngay cái giữa giao thừa là nó chết. Mà muốn nói á, đuổi trâu gặp cọp rần rần á, thì cũng muốn nói ngay giao thừa. Bởi vì con trâu tháng chạp mà hết con trâu thì bước qua con cọp là tới chết. Thì chỗ này bên Tam Hoàng Thơ nói ai ơi chớ nói tôi khùng. Mà khùng đây chữ khùng là của Đức Phật Thầy Tây An là xưng hiệu khùng. Ông trò thì xưng điên, ra đời xưng hiệu cùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì như vậy đó. Cái chỗ này nói ai ơi chớ nói tôi khùng, 30 tháng chạp dở mùng mũi vô. Thì ý cũng nói 30 tháng chạp dở mùng là bước qua mùng là cũng là giao thừa. Tháng giêng mắm muối mần khô là ám chỉ cho chết chóc. Tháng tư chú Sáu dẫn cô về chùa. Mà chú Sáu đây tôi nghĩ rằng đây là tới hai dàn chú chệt. Chú Năm bợ đỡ nỉnh lùa, chú Sáu và chú Năm thì hai dàn chú chệt. Đặng khác nó hai dàn chú chệt đổi còi ăn năm, thấy bông tươi tốt anh ham, chừng quê nó rụng với nước tràn Nam Châu. Mà ở đây đó, bên Tam Hoàng Thơ nói ai ơi chứ nói tôi khùng, 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, mấy tháng giêng mắm muối mần khô, tháng tư chú Sáu dẫn cô về chùa. Mà chùa ở đây đó, tôi nghĩ là chùa Đế Dương, nó tranh chấp với nhau, nó về chùa Đế Dương là cái ngôi hoàng đế của vua chúa, chứ không phải mà nói chùa bình thường, mình ở đây mình nói là chùa. Chùa Đế Dương là bởi vì Phật Dương đổ trúng thế giới bình an, Phật thì Dương thì chùa là chùa Đế Dương. Tháng tư chú Sáu dẫn cô về chùa, rồi chú Năm bợ nợ nịnh lùa. Thì chú Năm là muốn ám chỉ cho ngay tàu cỡ này nó suy yếu rồi, nó bợ đỡ, nó vuốt đuôi theo nịnh lùa. Nhà tôi hết gạo sách vô để xin, nhà đất nước Việt Nam này là một nhà mà hết gạo là đói. Má ơi con má chết sình, nó không ăn muối thú ảnh, má ơi không ăn muối là ám chỉ không có tu. Mới tới thiên biến dạng quá luôn, là tức súng hết nổ luôn. Ông nói tới rồi đây chỉ dính coi tôi quá lông quá cánh, kéo lôi sớm làng anh mười hung dữ yên ngang, để tôi quá lửa nước tràn anh coi. Chị coi tôi bắt con voi, bắt con chuột lắc nó moi vết nhà. Chị nào mặc áo lan xa là ở này ngủ lông công chúa tiên tương phùng, tức nhiên là quýnh với Phật Thánh Tiên. Ba cao điện thấp vô cùng trời ba đó. Như vậy tôi muốn nói qua tới phong thần á, thì sắm cất một tiếng bên ông ba ông cũng nói hai chỗ ghim vô đây: trong mừng đèn đỏ tỏ xà long, gặp thở đông phong long tiền kiến xà bì sử biến tiếng âm thanh. Chỗ này có một tiếng cất lên là tới phong thần là chúng hết nổ. Ông nói thêm một cái đoạn khác nữa, ông ba ông cũng nói thêm một đoạn khác nữa là rắn lộn đầu chuyển động âm thần. Rắn là tỵ, tháng tư là tháng rắn, trở lộn đầu trở lại là đầu tháng tư, chuyển động âm thần, nhật nguyệt biến mất. Chỗ này nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng biến mất, phong thần khởi ra, đây là tới phong thần. Tội bao nhiêu quan cũng thứ tha, ngặt tình ma bắt mà con ma chẳng còn, lỡ nhà ngói, lỡ quán Sài Gòn, lỡ chồng, lỡ vợ, con còn quá lâu, lỡ ông xã cũng lỡ ông câu, lỡ trang trí huệ, lỡ đâu lỡ hoài, lỡ vết hẹp cũng lỡ sông dài, lỡ qua cây dứt đèn này thế mua. Tất nhiên tới đây là lỡ làng hết. Bên Tứ Thánh cũng mô tả thêm đó, như vậy đó, thì chỗ này đó, là ý ông nói cũng đạn chỗ này đạn đầu là xuống khi mà sấm nổ được thứ đầu, qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông, mới tới đổ nhật đổ nguyệt đổ thông đổ năm đổ tháng đổ trong ngày giờ đổ cha lại đổ nhà thờ đổ cồn đổ bãi đổ cờ năm ban. Trời xây u á bốn phang, nước tràn bờ cõi khó ăn thời kỳ, chuyển lưng bỏ bực biên thị, mới ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng vương. Khi mà trải ra mức lập lại
của đời Thượng Quân thì phải ngửa nghiêng trời đất hết, mình đủ chuyện xảy ra hết mới lập trở lại đời Thượng Quân trên đất, chứ không phải đương không mà đêm đêm đó làm lập. Đoạn khác Tứ Thánh cũng nói đó, trời ơi sao ó biến bay. Chỗ này ông mượn sự mà dưỡng lý đó, ó là ám chỉ cho máy bay trên trời, cho ó biến bay là máy bay không còn bay được nữa. Rồi xe kia biến chạy tại ai xe ngừng, rồi súng sao biến nổ không cần, súng cũng không còn nổ nữa. Chư ban thập quốc mới ngập ngừng ngẩn ngơ. Mà cái mẫu chuyện bên thầy tôi cũng xin nhắc lại, nó có từ 6-70 năm nay anh em mới kể mẫu chuyện bên thầy đó. Tôi có nghe qua cũng vô cái chỗ này. Khi mà một tiếng sấm nổ này đó, thì trời đất tối thui năm chèo xuất hiện trên núi, thì thú dữ tràn xuống gọi là tới phong thành. Cho nên nó trúng hết nổ rồi các nước cường quốc nó mới đem vô lớp nào bơm to xuống lớn Đại Bác thành công máy bay tàu chiến để trừ con nghiệt thú này. Nhưng mà con nghiệt thú này nó có thần thông, nó bay lên không, nó phun lửa đỏ trời làm cho các nước phải kinh hoàng sợ hãi. Giờ này súng hết nổ nó không làm gì được nữa, mới đặt bàn hương án nó cầu trời thẳng Phật. Giờ này phải chi một bực nào đức trọng tài cao ra tay cứu thế, thầy mới nói tôi mới đi trên mặt nước tôi về. Khi mà thầy về rồi đó thì con xấu thần này là muốn nói thằng Nghi là ông Năm Chèo đó, nó lặng mất. Nghe tiếng thầy về nó lặng mất. Thầy mới bước lại ngay bàn hương án hỏi mấy ông cường quốc thấy sao, còn cách nào trị nó được nữa không, nếu không được thì đứng qua một bên. Vậy á thì mới dùng thần thông, thầy kêu con sấu thần này một tiếng thì từ nó nổi lên con sấu bự dị thường, thầy mới thu nó nhỏ lại thành con lân mã. Nó mới chạy trước mặt thầy, nó quỳ hai chân trước xuống trên con lân mã này có hàm ẩn rõ ràng. Thầy mới bước lên lưng nó mà cởi một vòng đầu nó chạy trên mặt đất, vòng thứ nhì nó chạy trên mặt nước, và vòng thứ ba nó bay bổng lên như không mới đáp xuống. Cho nên á các nước mới tục phùng, mà thầy nói chừng nào thú ấy phục tùng. Thú là ông Năm Chèo, bá gia mới biết người khùng là ai. Mà khùng ở đây là chính là Phật thầy Tây An là mang chữ khùng. Khùng thời quê ngụ núi Sam, còn điên chẳng có chùa Am dưới này. Bởi chữ khùng của Phật của thầy chứ chẳng phải của người lãng trí. Để ý muốn nói chữ khùng là đặc biệt là của Đức Phật thầy Tây An. Quê ngụ núi Sam mà chỉ Phật thầy Tây An về tịch ngay núi Sam đó. Đó. Thì từ chỗ đó đó, tới sắp tới nữa mới tả đạo bà môn gia mới quýnh với Phật Thánh Tiên mà tôi nhắc nãy ra, Ngũ Long công chúa tương phùng bay cao điện thấp vô cùng tài ba, bên sấm truyền của Phật thầy cũng có nhắc qua cái đoạn này là tới phong thành đó. Mà bên ông sư giải bán khoai 11 hồi ở trong cái quyển 6, quyển 7 đồ đó cũng nhắc lên qua những cái cuộc phong thần này nữa. Cho nên á tôi cũng nhắc xương qua cái đoạn này ở bên phong thần á. Tới phong thần rồi đó thì ông nói xa xuống dòm thấy Quê Kỳ, mà Quê Kỳ là Đào Lư công chúa ở nước Quê Kỳ. Thì các nước khác là công chúa trực Nhật Bản, công chúa Tây Phiên đồ đó, là đủ lợi năm nước đó quýnh với Phật Thánh Tiên đó. Đó tôi mới nhắc lại, xa xuống dòm thấy Quê Kỳ, Đào Lư lướt dặm tiếp tay nước Ngô. Nước Ngô là nước Tàu. Thái Ba bước xuống liền hô, Thái Ba là binh chính giáo, Thái Ba cất tiếng xin cô liền dừng. Đào Lư bối quẻ liền mừng, địa tiên đâu dám sánh cùng thiên tiên. Hô phong quán võ liên liền, Đào Lư phun lửa dính mình thâu vô. Đào Lư mới biến ra biển hồ, Thải Ba lại biến quá ra tấu trời. Tư bề kiếm chép khắp nơi, thiên la địa võng mới đùa bủa ra khắp ngàn. Thiên la địa võng là thiên là trời, mà bên Đức Thầy nói đến chừng ấy thiên la lưới bủa khắp hoàn cầu đổ sát thải hồn. Đức Ngọc Hoàng mới mở cửa thiên môn tặng ban thưởng Phật Tiên Lý Thánh đó. Thì thiên là trời, mà thiên la lưới bủa là lưới trời bủa ra. Nó mới phi đao mắc lưới hết rồi, vậy mới dùng cái phép nó hóa ra cầu lớn tư bề không chân, cây cầu lớn trên giữa lượng trời mà không có chân. Kim Đính binh chính giáo, Kim Đính thấy vậy dẫn dưng kêu thầy bốn tiếng của con phen này, kêu thầy là kêu Phật Tổ. Mấy rồng ràng xanh bạch dòng mung bốn con đỡ lấy nó biến trở lại thành cụ lao. Phật Tổ mới hóa ra phép mà bốn rồng ràng xanh bạch dòng mung bốn con đỡ lấy cái cầu nó, vậy thời nó biến trở lại thành cụ lao. Bao giờ thế sự không sao, Thải Ba liền quạt ba tiêu quần hình. Thải Ba liền cầm cái quạt ba tiêu quật nó quần hình lợi lợi. Thì coi đi ngó lại dị hình, con ngưu độc giác giống hình yêu tinh. Nó là con trâu một sừng. Con ngưu độc giác này nó giống hình yêu tinh, đem về Phật Tổ hành hình, bắt nó đem về Phật Tổ hành hình. Xúc chuồng nó hại dân tình thác quan, mới cầu cho ông Thánh Tây An sau đây cầu Phật Thế Gian lưu truyền. Ông Thánh Tây An là Phật Thầy Tây An, sau đây cầu Phật Thế Gian lưu truyền. Thì qua những cái đoạn này tới phong thần. Rồi quánh dài tới đó, như vậy tôi thấy á, như vậy là cuối cùng á,
khi mà cuối cùng của cuộc đời á, tôi nghĩ rằng cái câu này, cái mốc này nó qua cái năm Thân á, tới năm Dậu á, thì cuối cùng ba tiếng nổ cất lên cuối cùng. Mà trước khi nổ ba tiếng cuối cùng này đó, ông ba nó âm binh rao khắp trên không, trên không là trên giữa không gian, giữa đường trời đó. Âm binh rao khắp trên không, ba đêm việc trước là mênh mông cứu người, núi tan đất sập bớ người. Ông réo á, cái này bớ người là ông réo á. Di sơn là lời dời non, đảo hải là lấp biển, thương người không tin, tới đời tam giáo hậu binh. Tam giáo là Phật Thánh Tiên đó, hợp lợi thành một, tới đời tam giáo hậu binh. Như vậy đó, trước khi nổ ba tiếng này đó là âm binh giao khắp trên không, ba đêm trước đó, ba bên rên ràng ở trên đó. Nhưng mà cái nổ ba tiếng này đó, đất sẽ cháy lụng xuống ba tấc và tẩy trần cái cuộc cuối cùng này. Cho nên đó, ba tiếng cuối cùng này như vậy là để chuyển sang êm đềm trở lại mới lập lời Thượng Nguyện Thánh Đức. Mà Đức Thầy trong bài Sứ Mạng Thầy nó mới chuyển lập Hậu Long Hoa đó. Đó dài tới mới chuyển lập Hậu Long Hoa, để chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thì ba tiếng này ở trong cái binh sấm tiền á, có mô tả đó. Hôm nay tam thinh tiêu hết sử kinh. Thì ba tiếng sấm này đó, ông mới dùng đầu tiên là trước khi nổ ba tiếng này, ông nói còn qua tháng 6 hiểm nghèo. Mà qua tháng 6 đây là nổ, ông nói tôi nổ tháng 7 à, còn qua tháng 6 hiểm nghèo, đã có nổ rồi hai đợt rồi, còn cái đợt cuối cùng mà em dùng cái còn qua tháng 6 hiểm nghèo, bùng bùng ba tiếng lỡ mà thành xong. Nổ ba tiếng cuối cùng, xà toán ra tới Di Nông, xà toán là chợ Chi Tôn, ra tới Di Nông là bốn Di Nông khẻ, đưa ra tới láng bảy thương ông ta. Thấy thôi gốc mặt thay là thấy sọ người rớt khác nằm u, cái sọ đầu ông tả nằm rớt như mùa u vậy. Rồi thay nằm sắp rớt rồi bu, thay thì nằm sắp lớp đó, bị tất cả 18 nước vào rồi ở đây nữa, những người hung bạo ngược ngang bị tận diệt hết. Thành thử ra ông tả cái cảnh thầy nói núi xương sông máu đổ dời gớm ghê cho chúng gốc trời sao yên. Còn ở đây thay nằm sắp lớp rồi bu bên sấm tiền đó, sùng sục rồi đánh ầm ầm, thấy ê máu người chảy xuống thấy ghê khác nào nước suối chảy ra ầm ầm, máu tràn lên láng bảy thưa khác nào già nhượng thấy mà quảng kinh, mấy biên la trống đánh đình đình thương cho cô giải chịu mà quan ương. Thì qua những cái đoạn này đó, như vậy đó, thì qua những cái cuộc này đó, thì ba tiếng cuối cùng này đó để lập lại đời Thượng Quân. Nhưng mà ở đây đó, thì hồi nãy tôi cũng xin nhắc lại cái đoạn này, bên Sấm Truyền cũng nói trước cái đoạn này. Ông nói năm thân nhiều việc rất gai, hội về bảy núi các bay mệt trời. Năm thân là coi như tất cả những Phật Thánh Tiên hội về bảy núi rồi, mà các bay mệt trời rồi hết trong hết tưởng việc đời, vua ra cai chỉ mà dân thời tiêu diêu. Ý muốn nói năm thân này nó xảy ra vậy. Rồi chết thôi chết rất là nhiều, hội nhau lục tỉnh cũng kêu một giờ, gom nhau như cá chạy cờ, dường như chẳng khác con khờ không cha. Từ rằm cho tới tháng 3 người không có ngớt khóc la trong nhà. Ở đây tôi nói từ rằm cho tới tháng 3 là tôi, cái nghĩ của tôi là tháng 3 của năm thân á. Rồi tới năm Dậu á, ông nói từ rằm cho tới tháng 3 người không có ngớt khóc la trong nhà. Rồi ông nói nè, hết thân rồi đến niên gà, thấy không? Hết thân rồi đến niên gà là năm thân 28 gà 29. Hết trong thờ phượng ông bà mắc công 10 phần hết 7 rõ ràng. Tới đây là 10 phần hết 7 rõ ràng, chọn đi lựa lại sấy sàng rất hung, thì người hung hay chết như vậy đó. Thì như vậy thầy cũng nói bên đây, thầy nói thiên cơ biến đổi can qua, gẫm trong thế giới còn đôi ba phần. Ông nói cả thế giới này còn có đôi là hai, ba là ba phần. Rồi mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hồi này. Chữ mau mau là lẹ lẹ, mà chữ kiếp kiếp là gấp rút. Thầy thúc giục chúng ta tu hành lẹ lẹ là gấp rút mới kịp thời kỳ này. Thì qua những giai đoạn này đó, khi nổ ba tiếng cuối cùng này đó, thì bên sấm truyền Phật thầy cũng nói thêm. Ông nói còn qua tháng 6 hiểm nghèo, qua tháng 6 đây là nổ tháng 7 ba tiếng cuối cùng, bùng bùng ba tiếng lỡ mà thành xong, xà toán ra tới Di Nông, đưa ra tới láng bảy thưa ông ta. Thấy thôi ngốc mặt thay là thấy sọ người rớt khác nằm u đó. Thì vừa đầu tôi đã nhắc đó, tôi xin nhắc lại đó. Thì xây nằm sắp lớp rồi bu sùng sục rồi đó, ầm ầm thấy ê máu người chảy xuống thấy ghê khác nào nước suối chảy ra ầm ầm, máu tràn lên láng bảy thưa.
Đó là qua những cái lời bên sấm truyền cũng vậy. Mà cuối cùng đó, như vậy ông cũng nói nổ ba tiếng cuối cùng này, mấy chỗ mà tôi cũng nhắc lại nè. Ông nói tam sinh tiêu sạch da cho, tất nhiên tiêu chết sạch hết da cho hết, chớ đừng thấy vậy mà ăn no vui cười. Vui cười thiệt chẳng phải người, người sao loạn dạ loạn lời người ơi. Cái người này là loạn dạ loạn lời, không còn bình tĩnh mà không còn ổn định gì nữa hết, cho nên ông mới loạn dạ loạn lời luôn là người ơi. Rồi cái cuối cùng của ba tiếng này ông tả cái mô tả mà về Phật đã hiện ra những cái đời thượng ân đó. Ông ấy tam thinh tiêu hết chữ kinh. Tới đây là tam thinh là tiêu hết chữ kinh, là không còn xài chữ kinh. Bây giờ mượn chữ kinh để viết lên để dạy mình cho mình tu hành đó. Mà tới đây thì tiêu diệt hết những người hung bạo, không còn xài chữ kinh nữa. Tam thinh tiêu hết chữ kinh, nhất thinh tiêu sạch bình minh Phật còn. Ba tiếng cuối mà một tiếng đầu đó, tiêu sạch bình minh Phật còn. Cửa Phật hơn 10 Sài Gòn. Cửa Phật mở ra đây là hơn 10 Sài Gòn rồi. Lớp nào là ông kể là Trân Châu Bửu Dập Thánh Còn Nam Na. Tất nhiên là Trân Châu Bửu Ngọc là Pha Lê Sa Cười Mã Não rồi, cái cảnh giới của Phật đó. Tới đó Bồ Tát Ngài ra trăng dân một cõi mà quốc gia phép tài đó. Như vậy thì qua những cái thấy và cái hiểu của tôi thì tôi cũng để nhắc nhở lại và nói lên, cũng như hâm nóng lợi mà bên kinh của Phật có nói đó, một đêm bàn luận chuyện trò còn hơn đọc sách tò mò 10 năm. Thế mà mình nhắc nhở chân lý của thầy thì cho nên về tiến hóa trên đường tu cho nó dễ bề tu tiến, nói vậy đó. Như vậy thì tới đây tôi cũng xin tạm dừng đi. Nhưng mà trước khi dứt lời đó, cùng tôi cũng thành tâm cầu nguyện với ơn trên mười phương chư Phật và oai linh của tổ thầy từ bi gia hộ cho tất cả chư quý vị đồng đạo mình thân tâm thường an lạc và đạo quả sớm viên thành và tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn được dự kiến Đức Phật Đức Thầy chở gót. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ thành kính Đức Phật Đức Thầy. Dạ ông Bảy ơi, vừa và dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa ông Bảy, vừa qua hai ông cháu mình cũng có làm một cái clip để lên chia sẻ về những cái khó khăn hiện tại mà ông Bảy đang gặp phải, và mình cùng trợ duyên cho bà con bằng những cái máy nghe giảng và những cái chai dầu. Thì có một vị mạnh quân này giấu tên có gửi một số tiền nhân hiếu trao đến tặng ta cho ông Bảy. Thứ nhất á, là người ta sẽ tặng cho mình là 2 triệu cho ông Bảy số tiền mà tu sửa cái ngôi nhà. Đây ông Bảy nhận 2 triệu. Dạ, đâu ông Bảy xè lên cho bà con được biết. Dạ, vừa rồi thì hoàn cảnh gia đình cũng hơi gặp khó khăn. Thì anh em đồng đạo cũng trợ duyên cho tôi phần cũng như 2 triệu để giải quyết trong những cái tình cảnh mà khi trải qua gặp khó khăn. Thì cũng xin thành thật cảm ơn tất cả những anh em mạnh thường quân mà đã có là đùm bọc cho tôi. Nó phần tôi cũng xin thành thật cảm ơn qua những cái lời này. Dạ, thì tiếp tục vị mạnh thường quân đó có gửi cho mình là một số tiền nữa, tức là 2 triệu để mua những chai dầu và mà những cái máy niệm Phật. Thì ông Bảy nói tình tự cái chi tiết niệm Phật như thế nào và dầu như thế nào cho bà con được biết đi ạ. Thì bây giờ thêm một qua những cái giai đoạn anh em thì cũng có gửi để tiếp tay đối với tôi khi mà cái công tác từ thiện. Thì thường thường cái câu ví nói đó, một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại mới lên hòn núi cao. Là ý muốn nói bây giờ cũng như có anh em đồng đạo cũng trợ duyên tiếp với tôi để bằng cái công tác xã hội. Ở đây thì tôi cũng xin hứa rằng tôi cũng muốn mua những cái máy để đọc giảng rồi này kia, để trợ duyên anh em nào không có để nhận mà nghe giảng của thầy rồi hoặc giả là niệm Phật rồi đó. Thì cái để cho nó có cái bề tu tiến nó dễ dàng, nó cũng trợ duyên trên cái đường tu. Và cũng mua một số dầu để rồi anh em có là bệnh hoạn viêm son đồ này kia để sức rồi này kia nọ. Vậy hai cái phần này là 2 triệu. Thì như vậy tôi cũng xin nhận nơi đây là những lời thành thật của tôi, là cũng xin cảm ơn với mạnh thường quân.
Thì qua những cái ý này đó là ý tôi cũng có làm, nhưng mà làm theo cái khả năng của mình thôi. Nhưng mà anh em năm bữa nay đó để trợ duyên tiếp đó với tôi đó, thì cũng làm bước thêm nữa. Thì cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn dễ tu, dễ đắc và dễ hành nhất. Mà Đức Thầy nói đó, nhắc nhở trong cái bài đó, Thầy nói ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Thầy cũng khuyến tấn về cái pháp môn tịnh độ này đó. Vậy ở bên Tây Phương nó có cái ao sen ở bển đó, ao sen báo ở bển Tây Phương đua nở đó. Thầy có nhớ nói đó, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, là chờ mình ở đây niệm Phật chí tâm, rồi ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tinh thoát bồ đề vững chắc, được tinh thoát là khỏi ra trong cái cuộc đời này, khác là được giải thoát đó, bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng đó. Hay là trợ duyên những cái niệm Phật khác đó, thì thầy nói ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu. Thầy biểu ráng là cố gắng đó. Tưởng niệm canh thâu là ngày đêm mà thầy cho niệm là tứ quy nghi đó, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Mà thầy cũng muốn nói về thiên cơ luôn, là cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hay là những cái đoạn khác nữa đó, thì cũng là nói về cái pháp môn niệm Phật nữa. Như vậy thì biểu mình ráng là cố gắng niệm Phật ngày đêm rồi, nghe ha, niệm tứ quy nghi thì đi đứng nằm ngồi ráng niệm chứ quên chẳng đợi gì thời khắc. Thì thôi bây giờ trước khi dứt lời thì tôi cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân và tất cả anh em để hỗ trợ với nhau, để mình giúp đỡ là lẫn nhau, rồi trên cái bước đường tiến hóa trên đường tu. Thì tôi cũng xin nhận nơi đây là có số tiền này để mua những cái số máy và dầu để rồi trao cho anh em để cùng tiến hóa trên đường tu. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn bảy nhiều hết. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa ông Bảy, vừa qua hai ông cháu mình cũng có làm một cái clip để lên chia sẻ về những cái khó khăn hiện tại mà ông Bảy đang gặp phải, và mình cùng trợ duyên cho bà con bằng những cái máy nghe giảng và những cái chai dầu. Thì có một vị Mạnh Quân này giấu tên có gửi một số tiền nhân hiếu trao đến tặng ta cho ông Bảy. Thứ nhất á, là người ta sẽ tặng cho mình là 2 triệu cho ông Bảy số tiền mà tu sửa cái ngôi nhà. Đây ông Bảy nhận 2 triệu. Dạ, đâu ông Bảy xè lên cho bà con được biết. Dạ, vừa rồi thì hoàn cảnh gia đình cũng hơi gặp khó khăn. Thì anh em đồng đạo cũng trợ duyên cho tôi phần cũng như 2 triệu. Để giải quyết trong những cái tình cảnh mà khi trải qua gặp khó khăn. Dạ. Thì cũng xin thành thật cảm ơn tất cả những anh em Mạnh Thường Quân mà đã có là đùm bọc cho tôi. Nó cái phần... tôi cũng xin thành thật cảm ơn qua những cái lời này. Dạ, thì tiếp tục vị Mạnh Thường Quân đó có gửi cho mình là một số tiền nữa, tức là 2 triệu để mua những chai dầu và mà những cái máy niệm Phật. Thì ông Bảy nói tình tự cái chi tiết niệm Phật như thế nào và dầu như thế nào cho bà con được biết đi ạ. Thì bây giờ thêm một qua những cái giai đoạn anh em á, thì cũng có gửi để tiếp tay đối với tôi khi mà cái công tác từ thiện. Thì thường thường cái câu dí nói đó, một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại mới lên hòn núi cao. Là ý muốn nói bây giờ cũng như có anh em đồng đạo cũng trợ duyên tiếp với tôi để bằng cái công tác xã hội. Ở đây thì tôi cũng xin hứa rằng tôi cũng muốn mua những cái máy để đọc giảng rồi này kia, để trợ duyên anh em nào không có để nhận mà nghe giảng của thầy rồi, hoặc giả là niệm Phật rồi đó. Thì cái để cho nó có cái bề tu tiến nó dễ dàng, nó cũng trợ duyên trên cái đường tu. Và cũng mua một số dầu để rồi anh em có là bệnh hoạn viêm son rồi này kia thì sức rồi này kia nọ. Vậy hai cái phần này là 2 triệu. Thì như vậy tôi cũng xin nhận nơi đây là những lời thành thật của tôi, là cũng xin cảm ơn với Mạnh Thường Quân. Thì qua những cái ý này đó là ý tôi cũng có làm,
nhưng mà làm theo cái khả năng của mình thôi. Nhưng mà anh em năm bữa nay đó để trợ duyên tiếp đó với tôi đó, thì cũng làm bước thêm nữa. Thì cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn dễ tu, dễ đắc và dễ hành nhất. Mà Đức Thầy nói đó, nhắc nhở trong cái bài đó, Thầy nói ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật trí tâm. Thầy cũng khuyến tấn về cái pháp môn tịnh độ này đó. Vậy ở bên đó, Tây Phương nó có cái ao sen ở bển đó, ao sen báo ở bển đó, Tây Phương đua nở đó. Thầy có nhớ nói đó, chờ chúng sanh niệm Phật trí tâm là chờ mình ở đây niệm Phật trí tâm, rồi ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tinh thoát bồ đề vững chắc, được tinh thoát là khỏi ra trong cái cuộc đời này, khác là được giải thoát đó, bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng đó. Hay là trợ duyên những cái niệm Phật khác đó, thì thầy nói ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, thầy biểu ráng là cố gắng đó. Tưởng niệm canh thâu là ngày đêm mà thầy cho niệm là tứ quy nghi đó, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Mà thầy cũng muốn nói về thiên cơ luôn, là cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hay là những cái đoạn khác nữa đó thì cũng là nói về cái pháp môn niệm Phật nữa. Như vậy thì biểu mình ráng là cố gắng niệm Phật ngày đêm rồi nữa ha, niệm tứ quy nghi thì đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, chẳng đợi gì thời khắc. Thì thôi bây giờ trước khi dứt lời thì tôi cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân và tất cả anh em để hỗ trợ với nhau, để mình giúp đỡ là lẫn nhau, rồi trên cái bước đường tiến hóa trên đường tu. Thì tôi cũng xin nhận nơi đây là có số tiền này để mua những cái số máy và dầu để rồi trao cho anh em để cùng tiến hóa trên đường tu. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn bảy nhiều hen.